Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại hôm nay mình sẽ đi vào trong cái chợ gọi là chợ Phúc La Hà Đông nhé các bạn nhé. Cái chợ Phúc La kia là có cái chỗ chợ chim các bạn ạ. Đấy, đây. Đây là cái địa chỉ ạ. Đấy, chùa Yên Phúc này. Đấy, ủy ban đảng ủy, ủy ban này, nhân dân này. Phường Phúc La kia kìa. Đấy, đi sâu vào 80 mét. Đã thấy bây giờ mình sẽ vào cái chợ chim đấy và tham quan cho anh em nhé. Ok. Thưa các bạn, hiện tại thì mình đang đi vào trong chợ đây rồi. Vâng, đây là chợ, hiện tại là đây là một khối cửa hàng chim. Còn đây là các quán nước. Đây mình đi đây. Đây lồng chim, lồng nghĩa các thứ là xuống đây tập kết đây anh em ơi. Đấy. Ở đây có rất nhiều là lồng chim đẹp các bạn này. Đây là tập kết chim ở đây. Đây. Đây là cửa hàng chim này. Đấy, rất là chim luôn. Hôm nay mình đi đây thăm chim cảnh ở chợ Phúc La này. Rất là đông. Đấy. Ở trong chợ chim thì có các cái lô chim đây này các bạn ơi. Đây có các cái lô chim, đây là các nghệ nhân dân chơi đang chọn chuyên các bạn. Đây ở đây là bán rất nhiều lồng nha anh em nhá. Đây, rất nhiều lồng đây. Đấy. Bác này bác cô đang vào dầu đúng không ạ? Đây là những con trào màu họ cho vào hộp đây để khách đến mua này các bạn này. Đấy, ở đây thì bán các cái loại cống các thứ này ra các cửa hàng này. Có cống rồi các thứ luôn. Đây cả lồng bẫy luôn. Lồng bẫy luôn. Đấy. Đây là trên đây là cám và sâu dế đây này. Đấy. Đây dế đây các bạn ơi. Đấy, đây là chọn chim, cách chọn chim của ba anh ấy. Anh này chỉ nhiều chim này. Đấy. Các con kia là tách ra rồi. Đây đều là chim mà người ta cho ra hộp này người ta tách rồi nhá. Tách ra rồi là anh em mua. Để mình hỏi giá khuyên ở đây. Anh ơi, bao nhiêu tiền một con khuyên hả anh? Hả? 80.000 một con khuyên nhé các bạn nhé. Đây là khuyên bẫy đấu và tách hộp ra. Đấy, của anh ấy. Đấy, còn ở trong kia là lồng anh nhau nào chọc móc được ra móc. Đó. Đây để mình đi thêm nữa nhá. Đấy, chợ chim này rất là đông vui này. Ở đây bọn còn bán các cái túi da rồi các cái đồ gọi là ở trên đây là họa mi này. Đấy. Cao châu chấu này là bao nhiêu tiền một lạng hả ba? 130.000 ba lạng các bạn nhé. Đấy, ở đây là bán cả các cái đồ, có cả đồ của chó. Đây xích chó rồi gọn mõm các thứ các kiểu này các bạn ơi. Đây còn đây là cống này. Cống chim, các bộ cống chim này rất là đẹp này các bạn này. Đấy, đi ở chợ chim tha hồ mua nhé. Đây là bán cả các cái đồ mồi nhậu cho chim này. Đấy, 100.000 ba lạng. Đây là chòe này các bạn ơi. Đấy, chòe đây các bạn ơi. Đấy, đây chợ chim rất là đông. Đây là bán tê rồi cám, nghi rồi cám chòe rất là nhiều luôn, sâu là sâu phi sâu còn luôn. Đấy, cứ đi một đoạn là lại thấy cái túi anh em chọn trong khuyên này. Đấy, anh em nào muốn mua khuyên thì ra cái chợ chim Phúc La đâu mua nhá. Đây là bán đầy đủ cho anh em. Đây là sâu sâu phi này anh em này. Đây là sâu rồng này. Đấy, sâu rồng rất là to luôn. Đây là con sâu như này mà bé này. Con sâu phi to bu đùng này mà. Đấy. Dế đây này. Đây là cống đẹp. Đây là các cái này là cái để cho dế ăn này này các bạn ơi. Đấy. Cho dế cho vào cho
cho khuyên và cho họa mi. Đấy, nhưng mà đây là chỉ có khuyên thôi, ghế này là ghế cho hộp định ghế cho khuyên này. Đấy, các cái cống này là cống giỏ đan rồi cống đẹp đây kìa. Đấy, ở chợ chi mà không thiếu một cái gì hết. Đấy, bộ cống này. Đây nữa là rất là nhiều khuyên. Hoang lên ngoài xem có lên lên lên. Quyền đây giờ bao nhiêu tiền con anh nhỉ? Đây cùng đây. À, đấy quyền con anh nhỉ? Anh mua lại là không, em hỏi giá thôi, tham khảo là kim mộc, kim tách mộc ở trong đây nha. Thứ hai hỏi đằng này. À đấy. 50, 100, 200, 300. À đấy, đấy nha các bạn nhá, xem đấy anh chủ nói giá nhá, nếu mà muốn mua thì cứ cứ đến đây có các loại giá luôn. Đấy. Cô gái người ta cũng để trong hộp kìa các bạn. Hả? Coi như cái gì về, có cái gì không học. Những chạy chim đông các bạn ơi. Đây có kèn luyện các cái thứ các bạn ơi, cả cái lâm ấy. Các loại chim nói chung là ở chợ chim có các loại chim luôn. Đấy các bạn ơi, chim mộc này là nó không sợ người nữa này. Các bạn thấy không? À, mọi người đứng ở đây mà nó vẫn nhảy lên, nó bổ, nó ăn, nó không, nó đứng lòng rồi các bạn ạ. Đấy, còn khuyên đây là chọn này này. Của các là của anh này. Đấy, chơi luôn, chào màu chơi luôn các bạn nhé. Đấy là nó ở trong hộp hộp này lâu rồi các bạn này. Đấy, không dậy nữa nhá. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy không, nhốt ở trong mà nó vẫn hot này. Nó không dậy như các cái loại khác, nếu mà anh em nào muốn về muốn chơi ngay mua các bạn này. Kiếm một củ. Bởi vì là sao chim các cái chỗ mà các cái anh mà đi đường này là nó đi quen đường rồi, từ mà rồi vào còi xe còi chiếc các thứ là nó cũng quen rồi. Đấy bạn xem này, đây là mình bổ đây có nhảy không đấy, chim bổ đấy, ghép đôi ạ. Anh em mấy con chà mà mộc này thì bán bao nhiêu tiền con anh nhỉ? Xem. Đây cả chè đất này các bạn ạ. Cái chè đất rồi. Cái chè đất chè lửa rồi chú gáy thứ tiểu ni nhốt ra này. Có nào hay hay không? Đây là đồ cắm chim đấy, bán rất là nhiều luôn. Đây các cái hàng của hàng chim tuyền rất là đẹp luôn bạn ạ. Đây là tuyền rất đẹp luôn. Quay sát ở đây mà nó cũng không nhảy này. Quả nước mà tôi chọn. Còn kia là chào màu ấy. Đây chào màu chắc là đem ra thử chi luôn để chọn. Chọn chim. Đấy trong kia là các cái dàn chim mà không sống. Đấy chợ chim Phúc La rất là đông các bạn. Nhỏ. Đây nó chim ra đi nó ôm đông. Đông xảy ra cái
Đây là cuối chợ. À, sao? Giá là như bác. Đấy, cảm cái cuối đầy luôn. Bác đi đấy à? Rồi. Đây là vậy. Đây, tha hồ chi của chọn nhé, anh em nhé. Cho vào ăn cho nó cắn tay chim manh manh em bán rồi bắt đôi lứa đi rồi thằng cho béo vào béo như vừa nãy được rồi đi nữa đúng không nó hơn càng tốt béo này thì cho ăn tốt rồi béo chim này là chim gì đấy hả bác mai hoa chim này có hót không bác hoa mai chim này nó kêu chẹt chẹt chứ này nó kêu thôi nó không hót nhưng mà nó hót kiểu líu díu ấy như chim trâu ấy vâng mình không biết là chim này các bạn nhìn rất là đẹp các bạn ơi nhìn con này hơi gầy nhìn chim đẹp chưa con này con mái con này ăn cây ăn thóc nhỉ bé như anh khuyên này đây là cách bắt chim nha các bạn nhé. Đấy anh ấy dùng một cái que này anh ấy thòng lọng vào xong anh ấy ngoắc một phát vào là vào đấy bắt được các bạn xem này. Đây là chim mai hoa các bạn nhá, mình cũng chơi chim nhưng mà không biết cái loại này đấy, đi chợ chim mới biết được các cái hàng đấy, thấy chưa, ngoắc anh ngoắc rất là nhanh luôn, thò phát vào ngoắc luôn được ra luôn đấy các bạn này, siêu đấy. Một chống con mái đấy hả bác? Một chống con mái. Con mái là con lâu đấy. Mái đây, chống đây. Chống được con chim. Anh ơi khoảng bao nhiêu tiền một đôi này hả anh nhỉ? 300. 300 nghìn một đôi nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy còn ở đây là bán lồng chim thì các kiểu luôn. Anh em ra chợ chim Phúc La Hà Đông thì sẽ rõ. Đấy. Nào anh em là cứ thử đi lên chợ đây là bán không biến biết nhá. Đấy. Đấy để mình đi tham quan thêm tiếp. Đây những cái lồng rất là đẹp các bạn ơi. Anh em nào chơi khuyên thì cái thứ lồng. Đây là lồng khuyên này. Đó. Anh ơi lồng này thì bao nhiêu tiền một cái nhỉ? Bạn ơi đẹp chưa? Đấy 1 triệu nhá. Đồng làng vác. Đó. Đấy đẹp chưa? Đấy tha hồ chọn đồng nhá. Bên này thì cũng gửi nhiều lắm. Anh em. Chim toàn chim bán là ở xe chở xe thồ đi. Mà các bạn cứ đến khoảng độ cứ mùng 5, mùng 10, 15, 20, 25, 30 thì chợ chim họ mới họp nhé. Chứ còn chợ chim không họp vào các ngày thường. Thôi đi nhiều quá rồi mình bây giờ thôi mình kết thúc clip ở đây nhá. Mong anh em nhớ ủng hộ bằng mình cách đăng ký kênh và chia sẻ clip nhá. Thôi xin chào các bạn.